Hello anh em, tiếp tục với chuỗi series ủy thác thám hiểm thì ở đây có ủy thác người mới dùng kỹ năng điều tra tìm người khả nghi ở hiệp hội thám hiểm hiểu thấu đạo tặc. Rồi ok, nó kêu mình điều tra thì anh em bật cái do thám lên và anh em đi vô cái hiệp hội giúp mình nha. Anh em bật lên. Ok, anh em đi theo cái dấu chân nè. Mình cứ đi từ từ thôi ha. Dấu chân dẫn đi đâu thì mình đi đó. À, thấy thằng này anh em bấm vô. Giấy nhắn. Dùng kỹ năng điều tra tìm người khả nghi ở hiệp hội thám hiểm. Đáng ghét. Để anh ta trốn thoát nhưng hình như có để lại một tờ giấy. Xem nội dung. Quả nhiên ảo thuật sẽ có lúc thất bại, chỉ là nhà ảo thuật thật sự trong lúc thiết kế sẽ không bao giờ chỉ thiết kế một lối thoát. Ok, vậy là cái nhiệm vụ hiểu thấu đạo tặc là làm cũng rất là dễ nha anh em. Rồi ok, cảm ơn em đã theo dõi video này. Nếu anh em cảm thấy hay và hữu ích thì cho mình xin một like và một lượt đăng ký kênh nha. Bây giờ chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Bye bye.